Chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2, trang 55, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 1 La Mã, cấu trúc của protein trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 54. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Như các em đã biết, protein có 4 bậc cấu trúc, đó là bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Và tính đặc trưng của protein được thể hiện ở hai bậc cấu trúc, đó là bậc 3 và bậc 4. Trong đó, bậc 3 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại protein, còn cấu trúc bậc 4 có số lượng và số loại chuỗi axit amin. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, trang 55, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.